jgrayroblox.com, sống ngặt Roblox, chất lượng uy tín, vòng may mắn chỉ với 9k, cơ hội chúng tới 1999 Robux. Ngoài ra còn có chương trình đua top nhận quà cực khủng và có rất nhiều ưu đãi khác. Link shop mình có để dưới phần mô tả video đó. Hello xin mọi người và chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và mình là Mr. J Gray đây. Chào mừng các bạn đã quay trở lại video mới của mình trong ngày hôm nay. Và ngày hôm nay mình sẽ làm một cái video mà được rất là nhiều bạn trên kênh của mình yêu cầu luôn. Đó chính là mình sẽ reaction video phân tích Skibidi Toilet tập thứ 69 phần 2 của bạn Bùm nha các bạn nha. Mỗi lần mà anh gieo reaction kênh của Bùm là các bạn fan khoái gần chết đúng không? Thì biết tại sao không? Tại vì giữa anh gieo với Bùm có một sự liên kết nó còn hơn cả tình anh em. Mà đó chính là tình đồng chí nha các bạn. Chứ không phải tình cảm kia đâu nghe. Ok, để coi coi là bạn Bùm nói gì đây. Anh Lock TV Man là anh Slender TV Man ảnh đang nói bậy. Wait a minute. Anh tay tình cameraman thì được một khẩu súng mới, à lộn hai khẩu lận. Rồi bên đây một anh TV ở ngoài, anh cameraman bình thường thì được nâng cấp những gì? Chúng ta cùng nhau nghe bạn Bùm phân tích để coi coi là bạn ấy sẽ phân tích những thứ gì trong video này nha các bạn nha. Mong là các bạn nhớ để cho video này một nút like để ủng hộ cho mình. Còn những bạn nào tới với kênh của mình thì đừng quên hãy nhớ bấm nút để nghe phía dưới nha. Trời ơi. Năm nay không còn là 2023 nữa đâu. 2024 rồi, anh Jay đã phải già thêm một tuổi. Nhưng mà cái sự bấm like xem chùa các bạn fan của mình thì càng ngày càng giảm nè các bạn nha. Người ta càng tăng mà bạn lại càng giảm, nó chết rồi. Thế cho nên là nhớ cho anh Jay một nút like nha. Mới đầu năm là lì xì cho anh Jay được không? Đừng nghĩ. Ok ok. Mới đầu năm là mình làm theo yêu cầu của các bạn, là làm video ý các bạn luôn. Các bạn nhớ cho mình nút like nha. Còn bây giờ thêm vô video thôi. Let's go baby. Nhớ like cái kênh cho mình nha. Ok các bạn ơi, và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng vô coi Bùm phân tích Skibidi Toilet tập thứ 69 phần 2 nha. Nhưng mà trước đầu video này thấy gì đây không? Đấy chính là một tấm hình một bạn fan gửi cho mình. Bạn ấy kêu là anh Jay ơi, em đã vẽ những Titan kết hợp lại với nhau. Titan Speakerman, Titan Cameraman và Titan TV Man kết hợp lại. Trời ơi coi nè các bạn. Bạn ấy vẽ đẹp dở lắm nha các bạn nha, nhìn nè, thấy đẹp không? Có cả loa, có cả TV, đồ mặt biểu cảm đồ các kiểu rất là đẹp nha. Ngoài ra bạn ấy còn có tên ở đây nè, Huy J. Yeah, tên bạn ấy là bạn Huy, xong mình kết hợp với tên mình là J. Wow, đây là một sự kết hợp rất là đỉnh cao và bạn ấy chắc chắn là một bạn fan chân chính nha. Nếu như em có xem video này thì tấm hình này của em vẽ rất là đẹp, các bạn thấy đẹp hay không? Đẹp thì bình luận ở dưới là nhìn rất là đẹp nha anh Jay, kèm với lại một nút like cho video đừng coi chùa. Còn bây giờ thì chúng ta bắt đầu video chính thôi. Let's go. Chào các bạn, lại là Bùm đấy. Chào Bùm nha. 69 phần 2 đưa chúng ta trở lại khung cảnh bên ngoài phòng nghiên cứu Skibidi Toilet. Ok Bùm. Tình tiết thú vị. Ok. Tuy không có những pha đánh đấm mãn nhãn nhưng là bước đệm rất tốt cho 69 phần 3. Chúng ta được chứng kiến hàng loạt sự nâng cấp của các nhân vật trong quân đoàn Liên Minh. Ai cũng nâng cấp luôn. Speakerman và Titan Cameraman đã được gắn súng mới ngay trên. Quá dữ. Những anh lính lõ giờ đây cũng đã trở nên hầm hố và bớt phế hơn. Thêm tay phế. Tên lửa đẩy cùng vũ khí tối tân. Xong, David Boone cũng đã rất khéo léo đưa các tình tiết ẩn vào tập phim. Mấy khứa tộc TV có tình tiết ẩn hả? Chứng minh khả năng nhiều chuyện của mình. Ba câu thoại được phun ra, bạn có biết họ nói gì không? Công nhận tộc TV nói nhiều thì cái chứ. Mà biết gì không? Mỗi lần nói là có cái anh Slender TV Man là ông nói bậy nhất luôn á. Tại sao Lab TV Man không cho cameraman POV xem tình hình bên trong phòng thí nghiệm Skibidi Toilet nữa? Tại sao vậy Bùm? Tại sao người thì bay qua phải, người kia lại bay qua trái? Và còn rất nhiều bí ẩn thú vị khác. Vì vậy, bạn hãy xem đến hết video này để không bỏ qua bất kỳ tình tiết nào nhé. Các bạn nhớ coi đến cuối video này để không bỏ qua bất kỳ tình tiết nào nha. Coi mà bỏ qua mốt coi không hiểu, đừng trách tại sao anh Jay lại không cho em coi nha. Còn bây giờ, hãy tìm một chỗ ngồi thật thoải mái, ăn chai Sting, uống bịch snack. Đầu video thôi. Ngày nào cũng vậy. Tập phim là phân cảnh cameraman POV trong tập 68 phần 1. Ok. Xem lại hình ảnh trong phòng thí nghiệm bí mật Skibidi Toilet thông qua Lát TV Man. Tuy nhiên, Lát TV Man đột ngột dừng phát trực tiếp. Không cho coi nữa. Gì đó với cameraman POV. Nếu cho quay ngược âm thanh lại, bạn sẽ nghe là. Nghe thử rồi. Finally. Nổi bậy. Nghĩa là chết tiệt. Cuối cùng, có hai câu hỏi đặt ra ở đây. Tại sao TV Man không cho cameraman POV xem tiếp? Và tại sao anh lại nói là chết tiệt cuối cùng? Tại sao vậy Bùm? Mô tả video, Dave Boone đã viết Reinforcements have arrived. Nghĩa là quân viện trợ tới.
đây là thời điểm quan trọng để giải cứu những người bên trong phòng thí nghiệm Skibidi Toilet. Ok. Tiếp tình hình bên trong thì cũng không thể giải quyết vấn đề. Tốt nhất là tắt TV, tìm cách mở cánh cổng và chạy vào bên trong để tiếp viện mọi người. Nhưng mà theo anh nghĩ thì không cần mà phải mở cửa đâu Bùm, biết tại sao không? Bây giờ á, quân tiếp viện tới đúng không? Chỉ cần cho tất cả những anh này vô một cái container như hôm bữa đó các bạn. Sau rồi anh Slender TV Man sẽ đặt cái tay lên. Dịch chuyển như trọng là được thôi mà, đúng không? Vậy cho nó nhanh đúng không Bụm? Chứ giờ đi bộ trong nữa hơi mệt nha. No, God, please, no, no, no. Trong tình thế rất nguy hiểm, đó cũng là lý do Last TV Man nói câu F-King finally. Ý của anh ta là chết tiệt, cuối cùng thì quân đoàn liên minh cũng đã đến. Đúng rồi đó Bụm. Nói này có vẻ hằng học vì TV Man cảm thấy sốt ruột. Chả hiểu đồng đội của mình làm gì mà lâu vậy. Bên trong mọi người đăng xuất muốn gần hết rồi. Mấy ông nội kia chắc ở nhà phải ăn sáng uống cà phê đồ các kiểu mới tới quá. Đến giờ mới chịu xuất hiện. Lại tập phim. Mấy tập rồi. POV quay qua phải thì thấy Titan Cameraman đang bốn hành ngập mồm cho con sói Skibidi. Quá ngầu Giga Chat. Đó là cảnh tượng lần đầu tiên xuất hiện trong Skibidi Toilet. Mình nói là Titan Speakerman giống như là đại đế nha các bạn. Đại đế của tập Speaker nha các bạn nha. Đang đứng có hai đứa đệ vô nó gắn súng vô trong người các bạn à, ngầu không? Ngầu như vậy không muốn gì nữa. Helicopter Speaker gắn hai cây súng cho Nice. Titan Speakerman, nếu bạn để ý kỹ thì hai cây súng này vừa lạ mà vừa quen. Ê! Hình như cái cây súng này là cây súng mà lúc mà ảnh level 1 ảnh có phải không? Là những tập đầu tiên ảnh xuất hiện đó các bạn. Nhìn nó là quen nha, không biết có phải không nữa. Là ở chỗ nó khác hoàn toàn. Đúng rồi, nó khác. Khẩu súng Titan Speakerman sử dụng thời gian nó bự hơn á. Quen ở chỗ nó lại là khẩu súng mà Titan Speakerman sử dụng trong lần đầu tiên xuất hiện. Đúng rồi, đúng rồi. Thấy chưa? Mình nói cho bạn Bùm nói luôn. Hãy giờ hợp lý không? Chuẩn men. Cháu không để thua kém, Titan Cameraman quyết tâm thay đổi cho bằng chị bằng em. Anh cũng Wait a minute. Thay đổi cho bằng chị bằng em. Ủa, là mấy khứa này lộ rồi đấy. Là mấy khứa này lộ rồi đúng không? Manly đang hoàng như cái chát mà. Toàn bộ vũ khí cũ để mặc vào con hàng mới xịn sò với hai khẩu súng laser tân tiến trên vai. Yeah. Sau đó, Titan TV Man đến gần và nói với Titan Cameraman rằng nói gì? Có gì bà? À không, anh nói stay still. Nói cái gì Bùm, nói lại anh nghe chơi coi. Đến gần và nói với Titan Cameraman rằng đẹp quá gì bà. Đẹp quá gì bà, trời ơi. Bùm này, ngôn từ em hơi bị mất kiểm soát rồi nha. Không phải ai cũng giống em đâu hiểu không. Chỉ có anh với em là tình nghĩa anh em thôi được chưa. À không, anh nói stay still. Stay still. Đứng im. Đứng yên. Rồi truyền năng lượng cho Titan Cameraman. Nhận được pin từ cục sạc dự phòng mang tên Titan TV Man. Cục sạc dự phòng trở nên sảng khoái. Hai cây súng laser cũng sáng đèn. Anh nắm tay lại và thầm nghĩ, không ngờ khứa TV chơi tốt vậy. Mãi là anh em. Mãi là anh em. Titan TV Man cũng đáp trả, mãi là anh em. Bậy rồi. Bậy rồi Bùm ơi. Người ta đâu có nói câu đó đâu. Titan TV Man nói là let's demolish this place. Hãy cùng nhau hủy diệt nơi này. Nghĩa là hãy phá hủy nơi này. Thấy cũng được. Hai khứa thân thiết nhau quá, Titan Speakerman cảm thấy ganh tị nên chỉ tay vào lỗi năng lượng của mình để ra hiệu. Ê khứa TV, truyền năng lượng cho tao với. Chuyện cho tao đúng mày. TV và khứa camera đồng loạt giơ ngón trỏ lên lắc qua lại. Hồng nô bé ơi. Cây gì cái chứ. Hai khứa này rất là đồng tâm hiệp lực nha các bạn nha. Hồng bé ơi. Câu mình nói Hồng đâu bé ơi, bạn Bùm kêu Hồng bé ơi. Công nhận mình với Bùm rất là hợp nhau nha các bạn nha. Thật sự rất là hợp luôn, mà thấy hợp hay không? Hợp mình để lại cho video này số 1 và mình cho nút like nha bạn. Hỏi đặt ra là tại sao Titan TV Man truyền năng lượng cho Titan Cameraman nhưng lại từ chối Titan Speakerman? Đúng rồi. Giả thuyết của Bùm là rất có thể Titan Speakerman tận được nâng cấp bởi Skibidi Toilet trong lúc bị điều khiển. Đúng rồi. Không còn là hàng chính hãng nữa. Cái này nhiều bạn fan đã nói rồi nè các bạn. Nhiều bạn nói là cái lỗi này đã được ông tiến sĩ nghiên cứu, ông chế lại đồ các kiểu rồi, cho nên bây giờ mà bơm vô là ảnh nổ tung luôn các bạn à. Và cũng có nhiều bạn khác này nói là tại vì Titan TV Man bơm cho Titan Cameraman rồi, bây giờ mà bơm vô Titan Speakerman nữa là hết năng lượng, là ảnh lên đường luôn sao. Rồi còn có nhiều bạn còn kêu là tại vì anh Titan TV Man ghét Titan Speakerman vì ngày xưa Titan Speakerman đã đâm dao cho Titan TV Man. Nhưng mà mình nghĩ là cái thứ ba chắc không phải đâu, tại vì anh Titan TV Man anh đâu có hận người ta như vậy đâu các bạn. Oh my
anh nói anh tên Speakman là đừng có đâm tôi nữa nha ông nội, là giỡn giỡn vậy thôi nha các bạn nha, chứ anh không có để trong lòng đâu. Nó đã bị lai tạp bởi Skippy Toilet, nếu nhận năng lượng từ Titan thì nhưng mà cũng cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã bình luận. Speakman có nguy cơ bị tổn thương cả Titan. Đó, bạn mồm của mình luận vậy luôn. Được điều đó nên đã đồng thuận với quyết định của Titan Speakman. Ok. Thôi được rồi, cũng được. Titan TV Man chuyển năng lượng cho Titan Cameraman là để anh cùng mình tiếp tục chiến đấu. Còn Titan Speakman có thể về căn cứ để nâng cấp sửa chữa. Hai khẩu súng mà anh được lắp vào người sử dụng công nghệ cũ cũng là vì lý do đó. Nó chỉ được trang bị với mục đích giúp cho Titan Speakman an toàn hơn khi về căn cứ thôi. À, cũng có thể các bạn. Bởi vì hồi nãy mình thấy là Titan TV Man thì dịch chuyển qua bên phải, còn Titan Cameraman cũng bay về bên phải, nhưng mà Titan Speakman thì lại bay về bên trái các bạn. Vậy là cũng có thể là Titan Cameraman đi quýnh lộn tiếp, còn Titan Speakman thì về căn cứ đưa cho cây súng này lắp vô tạm tạm để bay về, ví dụ gặp con Skibidi nào thì bắn con đó. Cũng hợp lý đó bùm. Chứ không phải còn ghê chưa, ghê 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 chưa, ghê chưa, ghê chưa. Phải để chiến đấu. Bằng chứng là khi dịch chuyển tức thời, Titan TV Man lùi về sau như muốn về bên phải. Titan Cameraman lùi về bên phải. Còn Titan Speakerman dù lắc đầu không đồng tình với hai cửa kia, nhưng anh không còn lựa chọn nào khác, đành phải bay qua trái để trở về căn cứ. Trước khi đến với cảnh tiếp theo, ta dừng lại một xíu để phân tích. Ê mà bùm, tự nhiên anh Jay lúc này anh Jay ló ra một cái suy nghĩ á bùm ơi. Tại vì biết sao không, các bạn nhớ nha, những tập trước nha, là anh Titan TV Man cũng xuất hiện từ đây đi ra. Và nếu như các bạn nhớ không, mình nhớ không làm, ngày xưa chúng ta đi những chiếc xe mà chúng ta là anh Cam POV á, thì chúng ta cũng đi từ phía bên này đi qua. Vậy thì khả năng cao căn cứ chúng ta sẽ nằm ở phía bên phải chứ bùm, chứ đâu phải là nằm ở bên trái. Và Titan mình cũng không nghĩ là Titan Cameraman bây giờ sẽ chiến đấu tiếp nữa, cho nên là mình sẽ có thêm một cái giả thuyết nữa, đó chính là hai anh này sẽ cùng nhau quay trở về căn cứ, còn anh Titan Speakerman sẽ tiếp tục cùng quân đoàn đi quýnh lộn tiếp cho các em nha. Oh my god, về bên phải Titan. Ê, như vậy thì hơi kỳ đúng không? Về bên phải, còn Titan Speakerman. Thôi cái này là dự đoán thôi chứ cũng không thên xui. Cứ kia, nhưng anh không còn lựa chọn nào khác, đành phải bay qua trái để trở về căn cứ. Ok. Đến với cảnh tiếp theo, ta dừng lại một xíu để phân tích đoạn này nhé. Cuối cùng thì Đa Phúc Bùn đã đưa ra quyết cũng khá khó hiểu cho series phim của mình. Anh đẩy khả năng nâng cấp và sửa chữa của quân đoàn liên minh lên tầm cao. Ê mà các bạn có nhớ cái khúc này không? Các bạn có nhớ hai cái mấy cái cặp loa này không? Cái loa này là ngày xưa lúc mà Titan Speakerman bị điều khiển á, là anh ấy bắn chính những cái loa này nè các bạn. Là anh ấy chính là người đã bắn những người đồng đội của mình luôn. Mà lúc đó anh bị điều khiển rồi. Nhưng bây giờ những cái loa này đã bỏ qua hết tất cả mọi chuyện, vẫn tiếp tục nâng cấp cho ảnh. Bảy thương những cái loa này hay không? Nhiều bạn không để ý tới những nhân vật như thế này, nhưng mà đây thật sự là những nhân vật rất là quan trọng trong phim nha các bạn nha. Một nút respect dành cho những người này nào các bạn ơi. Một giây gọi là mặc niệm. Tên gọi xong hết đó. Anh đẩy khả năng nâng cấp và sửa chữa của quân đoàn liên minh lên tầm cao mới. Từ giờ trở đi, việc thêm vũ khí có thể nâng cấp trên chiến trường luôn. Chỉ cần đội hậu cần đem đồ chơi đến để okay. Là có thể dứt tiếp. Quá đã. Điện này của Đa Phúc Bùn là con dao hai lưỡi. Lưỡi dao tích cực là sao vậy? Tính logic cho series phim. Qua thời gian dài chiến đấu, công nghệ vũ khí đương nhiên phải ngày một tân tiến hơn. Kỹ sư của quân đoàn liên minh giờ đây có thể nâng cấp cho binh lính và Titan ngay trên chiến trường. Ok bấm. Cực là mạch chuyện bị đẩy đi hơi nhanh. Khán giả bị choáng trước sự thay đổi lớn này. Vài tập trước đang yếu nhớt, gần như tắt thở. Chỉ một tập này, kịch truyền truyền phát. Truyền bơm bơm mày gắn cái đồ mạnh lại liền ghê thì cái thứ. Gần như phục hồi toàn bộ công lực. À, thậm chí là mạnh hơn do có súng laser. Tóm lại, bơm không thích công nghệ nâng cấp tại chỗ. Diễn biến quá nhanh. Okay. Không có quen. Biết sao xem không quen không bùm? Tại vì từ đó giờ ông nội Đa Phú làm clip chậm quá đó bùm ơi. Chứ không phải là xem không quen đâu. Ổng làm clip chậm lắm. Ổng 10 ngày mới ra một clip lận. Nhưng mà bùm có coi anh Doom Studio không? Ảnh làm clip cực kỳ nhanh. Và ảnh nâng cấp những anh Titan cũng rất là nhanh luôn các bạn. Các bạn có nhớ ngày xưa anh Titan Dreamman không biết mất không? Ổng biến mất có chút xíu, ổng quay lại ổng bự chập ánh lửa luôn á. Cái video hôm qua anh mới làm cho các bạn coi đó. Thế cho nên là bây giờ anh Đa Phú mình nghĩ là ảnh cũng sẽ kiểu bị áp lực về cái chuyện là anh Doom Studio ảnh nâng cấp các Titan quá nhanh đi. Thế cho nên là anh Đa Phú cũng đã phải nâng cấp nhanh như thế này để phù hợp với lại đối tượng khán giả nha các bạn nha. Thì mình nghĩ là nâng cấp càng nhiều chúng ta càng thích thôi chứ có gì đúng không? Nếu mà đúng cho một nút like thì bình luận số 1 nha các bạn. Ok. Chỉ ý kiến cá nhân thôi. Ok, không sao đâu bùm. Khi Cameraman phiêu việt quay qua phải, tiếp viện của quân đoàn liên minh đã ồ ạt kéo đến. Mọi người xử lý tàn quân Skippy Toilet và đang dần tiến vào cánh cổng phòng thí nghiệm. Ok. Còn có cứu thương Cameraman từng xuất hiện trong tập 60.
Cú thương này cú cái chỗ hơi kỳ các bạn ơi. Mà nói bạn nghe không, ra phu ông làm phim kỳ lắm. Ông làm phim rất là bữa đây đó nha. Hai đang làm công việc giải cứu. Từ đây ta nhìn thấy được bro, tất cả những anh lính lõ đã được nâng cấp. Mọi người đều được trang bị tay nghề okay, và tên lưỡi đẩy phía sau. Ok. Riêng vũ khí thì có chút khác biệt. Speakerman thì dùng vũ khí cận chiến, gồm có dao, gậy bóng chày. Cameraman thì ngầu dùng súng điện, còn có thêm súng shotgun. Sạch gân. Đây cũng là lần đầu tiên ta biết được cách liên lạc. Ồ bầm, gì lát nữa em có phân tích cho anh về cái cục này không? Cái giấy xả, cái giấy đi vệ sinh này nè. Anh không hiểu là mang cái này đi lấy làm gì luôn á. Lạc của quân đoàn liên minh. Bạn có để ý hành động của anh chàng này không? Rõ ràng, tai nghe của quân đoàn liên minh vậy không chỉ có chức năng chống lại tiếng ồn, okay, mà còn là công cụ liên lạc từ xa. Okay. Nhưng mà chúng ta có nghe cameraman nói chuyện bao giờ đâu nhỉ? Đúng rồi. Anh chàng này đang nhận thông tin từ đâu? Giả thuyết của ông là đặc vụ bí ẩn biết được tình huống anh hai bên trong phòng thí nghiệm Skippy Toilet. Anh hai nói này, anh không thể lẩn trốn được nữa. Đặc vụ buộc phải đứng ra chỉ đạo trực tiếp cho quân đoàn liên minh. Okay. Nếu giả thuyết trên là đúng, thì chính anh chàng này sẽ mở cánh cổng phòng thí nghiệm theo chỉ dẫn của đặc vụ bí ẩn. Ê bầm ơi, nói như bầm thì có khi nào anh Lucky Cameraman sẽ bỏ mạng và anh này sẽ thay thế cho anh Lucky Cameraman đó bầm? Nếu như mà chuyện này xảy ra thì chắc là buồn lắm á nha, tại vì anh Lucky Cameraman là một người rất là tốt luôn các bạn. Sáu mươi chín phần ba tạm no bro nhỏ. Ta có chuyện hay ho hơn cần nói ở đây. Ok, chuyện gì? Cameraman này chứ thật sự là quá tuyệt vời. Ngầu ngầu đang cầm khẩu súng bự chà mẹ phát ra ánh sáng đỏ. Bùm nghĩ đây là khẩu súng của Titan Speakerman. Ok, mini có được công nghệ vũ khí này, những con Skippy Toilet kích thước lớn không còn là vấn đề với những anh lính đó nữa. Mãi nhìn ngắm cây hàng to khỏe của lát cameraman mà không để ý ai cũng có đồ đẹp. Mẹ này cái gì vậy ông cô nội này nữa? Ông cô nội này mới vừa ra ai ngôn từ mất kiểm soát được cái chứ. Nhìn ngắm cây hàng to khỏe của lát cameraman mà không để ý ai cũng có đồ đẹp bằng chị bằng em. Sao bằng chị bằng em nữa? Ủa sao cái thế giới này bây giờ nó cứ hơi bị công công sao ta? Ai vậy bầm ơi, có phải là do mấy ngày em không được gặp anh cái giờ em bị vậy đúng không bầm? Thôi được rồi, để tối nay anh sẽ qua gặp em liền, ok chưa? Nè, chúng ta sẽ cùng nhau ăn mì thanh long. Một tên lửa đẩy, một tay nghe, một len bảo vệ mắt, một khẩu shotgun. Được chưa cô? Phê, được chưa cô? Được luôn anh ơi. Quả được anh ơi. Này có áo khoác mới hả anh? Công dụng là gì vậy? Cho nó đẹp. Còn cuộn giấy vệ sinh. À em hiểu rồi, nó là không phải. Cuộn giấy vệ sinh bạn bùm đã hiểu. Nếu như mà bùm đã hiểu thì anh Jay cũng hơi hiểu rồi đấy nha. Hiểu không? Sao mà hiểu được? Không hiểu thôi, đừng hiểu. Em What? Chưa nói gì mà. Nói đi. Không có nói đi. Gì thoải mái bằng ỉa đái kịp thời. Biết ngay luôn. Anh nói không phải. Chứ công dụng là gì? Chứ gì? Ủa? Là sao? Đợi tập sau đi. Trời okay, ơi. Trên đây là tất cả phân tích bí ẩn Skippy. Nữa, ông nội bầm này hoài luôn á. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Mình cứ đợi tập sau, đợi tập sau. Bye bye. Công nhận nghe ông nội này phân tích xong mai mốt bị khùng luôn mày. Ông này ông hay phân tích tới cao chào ra xong cắt ngang cái luôn mày. Đợi tập sau đi rồi ok các bạn à. Thì bây giờ chúng ta làm gì? Chúng ta phải đợi tập sau mới biết được cái cuộn giấy vệ sinh đó nó có tác dụng gì nha các bạn nha. Mình cũng cảm ơn các bạn đã xem video của mình ngày hôm nay rất là nhiều luôn. Nếu bạn thích video này nhớ lại cho video một nút like nha. Còn những bạn nào tới với kênh của mình thì đừng quên hãy nhớ bấm nút đăng ký phía dưới nha. Còn bây giờ thì mình xin tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở video ngày mai. Bây giờ thì mình sẽ chạy xe qua nhà bùm ăn mì thanh long đây. Bye bye.